Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7 âm lịch, hôm nay thì nhiều nơi họ ăn rằm các bạn ạ. Đối với lại dân tộc vùng miền núi này thì rất là nhiều gia đình người ta ăn rằm. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì trời rất là mưa, Tuấn Hùng đã lên đây từ buổi trưa rồi, cũng lên trên nhà anh chị Chín Hiền để ăn rằm. Và cái trời mưa là nó kéo dài từ sáng cho đến bây giờ ở ngay cái khu vực cổng trời, chính vì vậy mà gió với lại mây mù bao phủ toàn bộ cái nơi này và mưa với gió rất là lớn luôn. Bây giờ cũng đã bớt tạnh đi một phần. Đây là cái quốc lộ 4C, cũng là ngã ba của xã Túng Sán. Trước đây Tuấn Hùng làm dự án ở đây được 5 năm. Đó. Nếu mà đi đường Thượng Sơn ra Vị Xuyên là 49 km qua cổng trời của thôn Hợp Nhất với lại Thượng Sơn. Còn theo cái quốc lộ 4C thì sẽ đến Phong Quang 75 km. Và trong chiều ngày hôm nay thì Tuấn Hùng cũng sẽ lên để có một món quà đến thăm hai cháu mồ côi Thảo Vàng Pao. Bên này Tuấn Hùng cũng điện cho ông chú Ao Phủng, chị Ré, là do trời mưa lớn quá, đường đi rất là khó, chính vì vậy mà muốn nhờ Ao Phủng, chị Ré là gọi hai cháu Thảo Vàng Pao lên chỗ nhà Ao Phủng để lấy, tại vì đường từ nhà Ao Phủng xuống chỗ nhà hai cháu rất là lầy lội khi mà trời mưa như thế này. Đây là một món quà của bạn Trúc Trang gửi đến cho hai cháu mồ côi với trị giá là 800.000 đồng. Thì trong chiều ngày hôm nay Tuấn Hùng sẽ chi mua gạo, mì tôm và những nhu yếu phẩm cần thiết như mắm muối, mì chính. Đó. Với mua cho hai cháu hai đôi dép tổ ong, vì đợt nọ khi Tuấn lên trên chỗ nhà Phủng thì hai cháu đi chân đất. Nói chung đi dép tổ ong nhưng mà lấy cái dây buộc buộc vào. Chắc là bây giờ cũng đã rách hết rồi. Với lại mua thêm cho các cháu cá khô để các cháu có thể là sẽ có cái để ăn. Với cháu Thảo Vàng Pao thì năm nay học xong lớp 9 là cháu sẽ ở nhà, vì học lực của cháu yếu nên bà bảo là không cho cháu đi học nữa. Còn dồn hết cái chi phí vào cho cháu nhỏ, tức là cháu năm nay lớp 3, năm nay là lên lớp 4 các bạn nhé. Còn bây giờ thì Tuấn Hùng sẽ mua một chút đồ và sẽ di chuyển lên đó, tranh thủ cái lúc mà trời còn đang mưa nhỏ. Bây giờ đã 4 giờ chiều rồi, không biết là có kịp về đến huyện trước 7 giờ tối không. Tuấn Hùng sẽ mua cho hai cháu hai bao gạo, một cân mì chính, một chai nước mắm với lại một chai dầu ăn. Đấy, đôi dép tổ ong, hai gói muối, chỗ này là hết 630.000. 630.000 còn 170.000 nữa. 170.000 chị lấy hết cho em cả mắm, cả khô ấy, cho nó tròn 800.000. Những cái nhu yếu phẩm cần thiết để cho hai cháu có cái chi phí để ăn uống này, với lại là những cái nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Xem nào, một cân cá mắm là 770, 274, với hai cân lấy hai cân. Xong là lấy thêm dây sữa nữa cho bà cụ, lấy thêm dây sữa Fami cho bà. Tuấn Hùng lấy 2 cân cá nục sấy. Đấy, 70.000 một cân thì 2 cân 140, với lại thêm một dây Fami nữa là ok rồi. Tròn 800.000 rồi. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy là gió rất là to. Lại mưa đến rồi. Lại mưa đến đây rồi. Gió to lắm. Bây giờ thì Tuấn Hùng sẽ di chuyển lên trên đó để đỡ tối. Chị Hiền em gửi tiền với 800.000 đồng. Dạ, có lấy bao cho tất vào em chở đi cho dễ. Đây em gửi tiền ạ. Bây giờ thì Tuấn Hùng mời quý vị khán giả cùng Tuấn Hùng đi lên trên với hai cháu mồ côi Thảo Vàng Pao nhé. Các bạn có thể thấy là trời mây đen bao phủ,
Đó. Và ngay cả phía trên cổng trời của thôn Hợp Nhất, xã Tung San đi ra Thượng Sơn, mây đã bao phủ hoàn toàn. Và dưới cái thung lũng thì toàn là ruộng bậc thang thôi. Bây giờ thì những cánh đồng lúa, ruộng bậc thang vẫn còn xanh lắm. Khoảng độ hơn 1 tháng nữa khi mà lúa chín sẽ chuyển sang màu vàng, rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy ở góc bên kia là trời vẫn đang rất là mưa to. Đấy, ở ngay cái góc này, mưa to. May qua lúc này mình đang lên thì trời đang tạnh mưa các bạn ơi. 5 giờ chiều rồi. Cảnh vật thì rất là đẹp nên mình phải dừng lại review cho quý vị khán giả được xem. Còn giờ thì mình lại tiếp tục lên đường. Rẽ xuống dưới nhà của các cháu thôi. Ai chà. Trên này khí hậu rất là lạnh. Có lẽ nhiệt độ bây giờ chỉ khoảng độ 18 độ thôi. Vì cái khoảng thời gian bắt đầu lập thu như thế này thì trời mưa nữa. Ở đây thì rất là cao, chính vì vậy mà trời rất là rét. Tuấn Hùng gọi điện cho A Phùng bảo các cháu là lên đón mình mà chưa thấy cháu nào lên cả. Thì cháu Thảo Bằng Pao lên rồi các bạn ơi. Học hết lớp 9 rồi đấy, nhưng mà người bé như cái hạt tiêu ấy. Không đủ ăn nên là suy dinh dưỡng. Có mỗi cháu này lên thôi à. Người bé tí. Em trai đâu? Nó không lên đây à? Bà đâu? Bà ở nhà không? Có à? Ô lạnh à? Lạnh quá à? Đấy các bạn có thể nhìn thấy cậu bé đang run lên cầm cập vì lạnh nhé. Ở trên này thì lạnh rồi nhỉ? Tối đắp chăn bông rồi. Đâu? Em trai đâu? Chú Phụng không lên hộ à? Thảo Bằng Pao, chú Phụng không lên hộ à? Có thấy đâu. Trời lại mưa đến rồi. Ui, lại mưa đến đây rồi các bạn ơi. Trời lại mưa đến rồi. Đấy, cháu lấy cái áo mưa che vào cái bao gạo đi, không là tí mưa ướt hết gạo đấy. Vác đi trước đi. Cho lên vai. Có đợi được áo mưa không? Đấy, học lớp 9 nha các bạn nha. Nhìn còn bé hơn cả bao gạo luôn. Em làm hai bao luôn à? Vác được không đấy? Nào, để chú giúp, có vác được không? Hả? Vác nổi không? Ôi giời. Có cần đợi áo mưa lên không? Đợi áo mưa lên không sợ ướt đấy. Đi về đây. Còn cái này chú mang xuống cho. Bé tẹo này các bạn có thể nhìn thấy ấy. Học lớp 9 là năm nay 14 tuổi rồi. Nhưng mà người gầy tọp. Bé như con cá mắm luôn. Suy dinh dưỡng này. Còn túi đồ này với kiện mì tôm Tuấn Nung sẽ mang xuống cho các cháu. Chú Phùng nó làm cái gì mà nó không về đón?
Nặng đấy. Có vác được lên không? 14 tuổi ấy nhỉ. Nè, cho em trai vác đi. Nhanh lên, trời mưa rồi. Nhanh một tí chứ. Em chào chú ạ. Ừ. Lấy gạo, nếu mà mưa ướt hết gạo chả mốc à. Khiêng đi, mỗi thằng một bao. Mỗi thằng một bao vác đi, nhanh lên mưa rồi. Nhanh lên, mỗi thằng một bao vác đi. Trời mưa rồi, nhanh lên, vác về nhanh lên. Cái đấy nặng, để chú xách đi cho. Sao bằng bao? Để xuống, để chú xách đi cho. Trời mưa rồi các bạn ạ, mưa to ấy. Lúa lên rất là xanh. Trời thì đang mưa. Cái túi bóng bị đứt rồi, không xách được nữa. Áp phùng hộ bê túi đồ này với, túi bóng nó đứt hết rồi. Nó nặng quá. Đấy, bê đi. Bê cả túi đi. Ăn dằm nhớ. Chưa à? Bao giờ mới làm dằm đấy? Không làm được mà. Không làm được à? Đi, trời mưa quá. Một chế. Trời mưa quá. Trời mưa quá các bạn ạ. Tuấn Nung sẽ mang món quà này đến cho các hai cháu mồ côi. Nhưng mà đến ở chỗ nhà chú Phụng của các cháu thôi. Tại vì là xuống dưới kia còn một đoạn nữa. Khoảng gần cây nữa. Đường rất là lầy. Mưa này lầy lắm. Nên là chỉ giao đến đây thôi. Đấy, cũng đồng thời là thăm được luôn hộ Á Phùng. Xem tình hình kế hoạch làm nhà như thế nào. Để cho mọi người còn biết. Ơ, mưa quá, mưa quá. Trời mưa quá. Đang nấu cơm gì à? Chưa nấu cơm đâu á? Ai ôi, thấp quá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy trời mưa, rất là mưa luôn. Cái dòng riềng này tốt, cái lá dòng riềng này có lợn ăn không? Cái lá của nó có lợn có ăn không? Lợn ăn cả lá à? À, bạn ấy nhầm, cái thằng kia là thằng út nhỉ? Ừ. Và sao mà bé thế? Cứ bị nhầm hai thằng thôi. À, thằng anh đây. Thằng... Ai ôi. Cái cột thấp ạ. Cái thằng anh Thảo Vàng Pao đây, năm nay là học hết lớp 9, 14 tuổi, là ở nhà chăn trâu thuê nhỉ. À. Ôi rồi cái áo với cái quần để đi học mà mặc bẩn hết rồi cún. Đợt nọ mua cho bây giờ đã mặc bẩn hết rồi. Ừ, nó thích mặc à? À, thế gì? Hôm nay là chú mang quà đến cho gạo này, mắm muối mì chính này, xong là mua cho mỗi thằng một đôi dép. Đi trộm dép của ai về xỏ như cái thuyền này. Hả? Dép hôm nọ rách hết rồi đúng không? À, đi cái quả dép nhìn như cái thuyền luôn các bạn ơi, chân bé tẹo. Nhưng mà đi dép thì rất to. Đây là hai cháu mồ côi Thảo Vàng Pao. À, trước khi người bố qua đời, cách đây khoảng độ 4-5 năm về trước thì người mẹ đã bị người ta lừa bán đi sang Trung Quốc rồi. Và bây giờ là mất tung tích. 2-3 năm trước khi mà Trung Quốc chưa rào cửa khẩu thì chưa rào hết cái đường biên giới thì còn có những anh em qua lại thì có thấy rằng mẹ các cháu ở bên Múng Tùng của Trung Quốc lấy chồng, chắc cũng lại đẻ em bé khác rồi. Còn bây giờ là hai cháu sống dựa dẫm vào nhau và có bà năm nay 90 tuổi là cũng sống cùng. Đó. Ôi mưa quá. Từ từ đã, chú cởi mũ với cởi cái áo mưa ra đã.
Bảo nó đi, nó không thèm đi nhỉ. Ôi, nhà tối đấy. Ôi, hôm nào bảo mua cho cái bóng điện quên mất rồi. Cái bóng điện bé tẹo này lại còn nhấp nháy nhấp nháy này thì có làm sao mà đủ sáng. Nhà rất là tối luôn các bạn ơi. Hôm nọ chị Hoàng Hương cũng đến thăm gia đình của A Phùng, người bác trai nối duyên với lại em dâu, chăm ba cháu nhỏ thì cũng mua cho hai cái giường đây. Thế cái giường này tối là ai ngủ đây? Ba đứa ngủ đây à? Còn cái giường bên này thì là của bác với của mẹ đúng không? Cún. Đấy, một cái giường gỗ xoan đào nữa. Giá đâu ấy? Khói quá. Nấu cơm chưa? Chưa nấu cơm à? Xong nồi cơm nước. Đặt con trai lên đống đá à? Lên đá con trai không? Chưa nấu cơm á? Khói quá nhỉ? Đi ra ngoài khói lắm trong này. Đun bếp trong nhà nên rất là khói các bạn ơi. Đúng là khói làm chiều. Đấy. Trời mưa. Và những cơn gió thì rất là to. Nhà thờ bằng bao nấu cơm chưa? Chưa nấu à? Còn gạo ăn không? Vẫn còn à? Còn ít thôi à? Ui, gió to thế. Gió rất là to đây, các bạn có thể nhìn thấy là gió cực kỳ lớn luôn. Mưa kèm theo gió, ảnh hưởng của cơn bão số 2. Đấy, bóng điện lại sáng hơn rồi nhỉ. Chị rẽ đâu? Thế bao giờ dự kiến bao giờ làm nhà đây? À, hôm nọ là chị Hoàng Hương cho pro tiền chưa tiêu hết đúng không? Chưa tiêu cái gì đâu đúng không? Vẫn giữ nguyên thôi đúng không? Thế là có được 15 triệu để làm mái rồi, mua pro các thứ rồi. Với lại mua pro chắc cũng chỉ hết 5 triệu thôi bạn nhỉ? 7 triệu mới đủ à? 7 triệu tiền mua pro, thế thì còn 8 triệu nữa là mua được xi, một ít xi rồi. Gặt lúa xong là mới làm nhà đúng không? Bây giờ là đang ở tạm thôi các bạn ạ. Gặt lúa xong thì mới làm nhà. Cái ngủ giường mới này có thích không? Hả? Mấy con vịt này ngủ giường mới này có thích không? Sắp đi học chưa? Đây là đây là chị nhỉ. Chị học lớp 1. Hơn em gái 3 tuổi. Chị năm nay 9, em học lớp em 6 tuổi. Đấy, năm nay lên 7 tuổi, chị bắt đầu lên 10 tuổi, nhưng hai chị em thì học lớp 1 thôi các bạn ạ. Máy pro thì thủng hết. Các bạn có thể nhìn qua cái lớp khói thì vẫn nhìn thấy những cái vết thủng. Đó, sáng cả cái căn nhà lên. Nhưng mà A Phùng với chị Ré là dự kiến là sau khi gặt lúa xong thì sẽ làm nhà. Đấy, cũng gom góp được ít gỗ rồi. Hôm nay làm sao ấy? Làm sao nó không nhè đấy. Hôm nay bé nhất đúng không? Có một cái bánh chuối này. Có ăn bánh chuối không? Đấy. Bánh chuối nhà bác Chín Hiền đấy. Trời mưa quá các bạn ơi. Hai cháu thả bằng bao này. Hôm nay chú lấy quà lên cho. Ra nhận quà nhá, xong tí khắc tự bác về nhá, chú không xuống dưới nhà nữa đâu. Thế bà dạo này còn ho nữa không? Có ốm không? Đây nha, hai yến gạo. Một thùng mì tôm. Còn ở trong này thì cái túi rách hết rồi. Trong này thì có hai cân cá thu này. Tí cháu lấy chia cho ba em bé ở đây nhá, cho chú Phùng với. Đấy, chia cho chú ăn với. Đây, dép đây. Cất trả cái dép kia cho đi dép chú Phùng hay dép ai. Đấy, mỗi thằng một đôi dép nhá. Đấy, mỗi thằng một đôi dép. Còn cái sữa này này.
là lấy về cho bà nhé. Đấy, trong này là có nước mắm này, có một cân mì chính, một cân muối này, với có cả dầu ăn nữa. Cái món quà này là của một cô tên là Trúc Trang. Đấy, ở dưới Bắc Ninh. Gửi cho hai cháu nhé, với bà nhé. Đấy, thì cháu có lời nào muốn nói với lại cô Trúc Trang không? Nói to lên. Cảm ơn cô Trúc Trang ạ. Nó gửi quà cho các cháu. Thế là từ bây giờ không đi học nữa, là ở nhà để đi chăn trâu thuê đúng không? Bao giờ lấy vợ? Ở nhà đủ 18 tuổi thì cố gắng đi chăn trâu thuê, xong tiết kiệm lấy một con trâu, xong là để đi đổi vợ về thôi nhỉ. Người Mông lấy vợ là mất một con trâu đúng không? Đấy, hôm nay thì Tuấn Hùng cũng mang món quà của bạn Trúc Trang gửi cho hai cháu mồ côi, có hai yến gạo, thùng mì tôm, mắm muối mì chính, mỗi thứ 1 cân, dầu ăn 2 lít, sữa Fami 1 hộp, với lại 2 cân cá thu sấy khô. Thì cái món quà này tổng giá trị là hết 800.000 đồng. Thì bạn Trúc Trang có gửi cho Tuấn Hùng để Tuấn Hùng hỗ trợ mua các cái gạo với lại các cái nhu yếu phẩm cần thiết cho hai cháu. Đấy, có cái ăn trong cái khoảng thời gian tới này. Thế còn cháu út này bao giờ mới đi học? Sắp đi học chưa? Sắp hết cái thời gian nghỉ hè chưa? Sắp hết rồi à? Xong là nghỉ ngơi một tí, xong là lấy cái áo mưa bọc gạo về, xong là mang xuống, xong là lấy cá xuống nấu cơm cho bà nhé. Còn cá này thì chia cho các em bé của nhà chú Phùng này ăn với. Đấy. Đấy, tí cứ mang về nhé. Đấy, rồi ok. Lấy cá đi chia cho chú Phùng ăn với. Cho các em bé nữa này. Này, chị gái đây rồi. Con ra sao? Cháu. Đúng điện hả cơm? Bố hóc khẩu đẹp nào lắm? Bố chín chét nào lắm? Phú mèo bố chín chét nào lắm? Chị giá bảo là người mèo thì tháng 7 là không có ăn rằm tháng 7. Ôi, sao lại để lên giường? Để xuống dưới này đi. Để lên giường tí nó ướt. Lấy ra chia cho các em bé này cá với. Để tối các em có cá. Mang về là để khô xong để gác bếp à? Cá này để gác bếp được không? Được rồi. Nhiều quá rồi à? Chia cho chú Phùng nhiều quá nhỉ? Nhà chú Phùng có 3 em bé nên chia nhiều hơn à? Ở trên này buổi tối bây giờ lạnh lắm ấy nhỉ. Tối ngủ có phải đắp chăn bông không? Cái gì ấy? Nhạc cha là Viên Văn còn lấy ấu ra nhà bài thổ thú lê nắng thú nước say bỏ. Đấy bỏ đây. Đấy hôm nọ là Tuấn lên cách đây cũng lâu lâu rồi. Chị Ré rất là đau đầu, bà Phùng đi hái cái rau ải cứu về nướng lên, xong cho tí rượu vào bó đầu là cũng hết đau đầu các bạn ạ. Dùng theo đúng các cụ ngày xưa thôi. Lần sau thì khác họ khác bên làm, tại vì mình cũng chỉ dạy họ cách làm thôi. Đi về chưa? Hai thằng bây giờ đi về chưa? Thế hôm nay không đi chăn trâu à? Trời mưa là cắt cỏ cho trâu à?
Đấy, có dép mới rồi, đổi dép đi. Đi này, đi đôi dép của ai to đấy. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình những cái bụi của cái cho bếp ấy. Những cái lõi ngô, đấy, nó bay. Đây là món chè, chè sao xuất. Các bạn sẽ thấy là sẽ cho vào cạnh bếp này. Đấy, là bắt đầu nó nóng nóng đảo đảo nó lên thơm thơm là bắt đầu cho vào nước pha này. Chân cái sự con như thế này chân. Bỏ đi này, cái sao mù sẵn đã đâu. Bỏ đi bỏ phai luôn. À từ. Trời vẫn còn mưa rất là nhiều và sương mù thì đang kéo xuống. Đây, mái nhà tranh của hai vợ chồng, anh trai em dâu, đã rêu phong theo thời gian. Cỏ nọ mọc rất tốt, bây giờ cỏ nó cũng đã héo khô đi rồi. Chỉ còn khoảng hơn tháng nữa thì đến mùa gặt lúa rồi. Lúa cũng bắt đầu chín. Và trong này cái đầu này thì là những chú gà ngủ. Ngủ trên này luôn. Sương mù quá các bạn ơi. Có thể nhìn thấy sương mù đang xuống rồi. Mưa thật là ướt át. Wow. Mưa gió. Tay đằng kia bị làm sao ấy, dao cắt à? Bay mất một ngón rồi á. Bay mất một đốt tay rồi á. Thùng bao vậy lấy. Nhưng một thùng nỏ á. Đến chết cả bộ hốc. Hốc khẩu bèn chín đâu. Hai thằng đi về chưa? Đi về nấu cơm cho bà ăn đi. Một chế đâu. Đây có cá rồi. Thế tối nay ăn cái gì nào? Hả? Đấy, bộ quần áo mới của hai chị em đợt lâu lâu Tuấn Nung mua lên. Bây giờ là các bé rất thích mặc, bẩn hết rồi. Mượn cái điệu của cô rẽ mang về à? Mượn cái điệu của cô mang đi ha. Đấy. Hai anh em. Ông anh thì vác hai bao gạo. Rồi. Ông em thì điệu cái điệu đấy à? Điệu được không? Về là nấu cơm cho bà ăn nhá. Ừ. Ấy rồi, khỏe đấy. Đấy. Tuấn Nung bảo hai cháu là đi về thôi, về còn cơm nước cho bà nữa. Bây giờ cũng đã 6 giờ chiều rồi. Trời thì còn hãy rất là mưa. Tuấn Nung cũng chỉ đưa đến đây thôi. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái đường đi mưa như thế này rất là lầy lội luôn. Đó. Thế là hai cháu về nhá, hôm nào chú có thời gian chú lại lên chơi cùng nhá. Đi về cẩn thận nhá, không là trượt chân ngã nhá. Trời mưa trơn lắm.
Mưa quá các bạn ơi. Cái thằng kia nó đòi cái gì mà nó cứ khóc ấy. Hả? Hết tổ cắn à? Tụt thướng á? Bè đơ mứ? Ờ sướt à? Ờ rong xuống lá bài. Rong xuống lá bài. Ờ hộp sữa hỡi. Mưa quá. À, cậu nhóc con này là đòi uống sữa các bạn ạ. Tuấn Nùng mua một giấy sữa Fami cho bà, quên mất là bà ấy không bỏ ra cho cậu ấy một hộp. Cậu ấy khóc đòi. Nên là chị giá chị chạy ra chỗ hai cháu để lấy. Đấy. Đòi uống sữa bắt mẹ đi lấy bằng được nhỉ. Thế xong lấy 3 hộp đi cho mỗi đứa một hộp. Thế chị gái lại không được uống rồi. Cho hai chị em chia nhau uống à? Sao làm sao? Làm sao lại khóc nhè nữa đây? Hả? Đòi cái gì? Nó đòi cái gì ấy? Ít tổ cắn mới. Hả? Ít tổ cắn. Ít tổ cắn mới. Khổ thân. Cho sữa nhưng mà vẫn chưa chịu. Không khóc nào, không khóc nào. Hôm nào chú mua sữa cho, mua kẹo cho. Mua hẳn một túi cho nhá. Để mùa thu tháng 8 này đón Trung Thu nhá. Trời mưa là đòi mẹ cái gì không biết nữa. Cho sữa rồi nhưng vẫn khóc. Ít tổ cắn mứ, sáng mới răng. Đúng rồi quý vị, khán giả uống một là ăn nước chè. Lửa cháy không này để làm gì? Nấu cơm thôi. Không khóc bao lâu. Tranh nhau cái vòi sữa làm cái gì? Rồi lại như thế này là một cốc chè, một bát chè, một bát nước chè thì rất là ngon luôn, ấm bụng lắm. Thế là tối nay nhà cũng có cá ăn rồi. Rau thì ở vườn có nhiều rồi. Đấy, tối là có cá ăn rồi. Ôi, nhìn cái tay nó là hôm nay mới bị chém vào à? Hay bị túng quang rồi? Hôm nay mới bị à? Nghịch dao à? Chắc tự chặt vào tay á? Chị Giá có hay sang nhà ông ngoại chơi không? Lâu lâu không về ngoại gì á? Sang túng quá lìn không? Bài biển phai bộ bé. Thế là cái kế hoạch là sau khi gặt lúa xong thì mới bắt đầu làm nhà nhỉ? Làm nhà gỗ, thế là đập hết cái tường này đi thôi nhỉ? Tháo hết toàn bộ đi xong mà mới làm lại nhà đúng không? Thế hai vợ chồng tiết kiệm được khoảng thêm bao nhiêu tiền rồi? Hỏi thật. Tiết kiệm
có đồng nào không? Ví dụ như làm nhà thì chắc chắn là mình phải bỏ tiền rồi, thì bây giờ bán con lợn đi hả? Được, không có nữa, không có gì bán. Thế 15 triệu đấy làm sao đủ làm nhà? Đấy không đủ. 15 triệu của chị Hoàng Hường không thể đủ làm nhà được, chỉ đủ mua tấm lợp thôi. Mua ít xì về lắng nền thế à? Đúng rồi, còn ăn uống nữa. Giàu nữa các bạn, giàu nữa các bạn mua không? Còn ăn uống này, mời anh em đến giúp làm nhà cũng phải ăn uống nữa. Mất nhiều tiền đấy nhỉ? Nhiều đấy. Mới gạo mới không mua cả, không phải mua hết. Gạo thì không cần phải mua, còn mọi thứ là phải mua. Nhưng mà được cái là bây giờ có giường ngủ là ok rồi. Gạo này để cho gà hay là gạo để ăn đấy? Gạo này này. Cho gà. Để cho gà. Trời mưa rất là lạnh luôn. Ở trên này lạnh nhỉ? Lạnh. Trên này lạnh lắm. Các bạn ơi, trời vẫn còn đang mưa. Đấy, mưa rất là to. Nhìn cái mái này các bạn có thể nhìn thấy là mưa to rồi. Và khi nhìn ra cái cánh đồng rong giềng ngay trước cửa nhà của bác trai em dâu, đấy là thấy gió rất là lớn luôn. Sương mù đã răng phủ mịt mù dưới này rồi. Bây giờ là sẽ không bao giờ còn nhìn thấy được ở phía xa xa nữa, do là sương mù đã phủ kín hết phía dưới này, các bạn có thể nhìn thấy đấy, mù mịt luôn. Wow, gió to, lạnh thật. Gió rất là to. To quá. Anh em, hai anh em thả bằng bao là xuống đến nhà rồi. Và bây giờ bắt đầu nấu cơm để cho bà ăn rồi. Rồi Tuấn Nùng đi về đây. Tuấn Nùng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Nùng. Tuấn cũng xin cảm ơn bạn Trúc Trang đã gửi 800.000 đồng để mua quà hỗ trợ cho hai cháu mồ côi Thảo Bằng Pao đó. Và món quà đó thì cũng được hai cháu là chia sẻ món cá khô cho ba bé của nhà vợ chồng A Phùng chị Ré các bạn nhé. Cảm ơn bạn Trúc Trang rất là nhiều. Trời mưa và gió lớn quá, Tuấn Hùng sẽ di chuyển đi về. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại quý vị khán giả và các bạn vào các tập video tiếp theo trên kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Các bạn có thể thấy gió to như thế nào. Thôi gia đình nấu cơm nhá, mình đi về đây. Kéo mưa đâu ấy nhỉ? Gió to quá. Về thôi, mưa quá. Một bể cạn nước hết rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là trời mưa gió, sương mù mịt mù. Và một đàn ngan thì vẫn nhìn ngắm những cơn mưa trên bờ ruộng bậc thang các bạn ạ. Gió rất là to. Lạnh quá, trên này lạnh lắm, rất là rét.